Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành thông báo quyết định triệu tập kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Phiên khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cử tri có phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp, đề nghị liên lạc vào số điện thoại 02963 852 011.